Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tái chế từ vỏ ngao của mình. Thì hôm nay ở tập tiếp theo này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm hai chú chuột các bạn nhé. Đây, đây là hai chú chuột làm từ vỏ ngao của mình các bạn nhé. Các bạn có thể quan sát kỹ hơn. Đó. Rất là đẹp và dễ thương phải không ạ? Thì để làm được hai chú chuột là như thế nào? Thì ngay dưới video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm cụ thể các bạn nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Thì để làm được một chú chuột từ vỏ có những chú ngao như thế này, thì đầu tiên thì chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu như sau. Tất nhiên không thể thiếu được rồi, đó là vỏ ngao các bạn nhé. Thì đây các bạn chuẩn bị cho mình một vài chiếc vỏ ngao. Đây thì mình chuẩn bị đây hai chiếc các bạn nhé. Đó. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một tờ giấy màu, một chiếc bút chì, một cây kéo, một chiếc thước và một hộp bút màu như thế này các bạn nhé. Đó. Thì ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta cắt dán làm sao để có thể có được một chú chuột thật đẹp làm từ vỏ ngao của chúng ta các bạn nhé. Đó. Thì đầu tiên mình sẽ bỏ riêng những phần này ra này. Các bạn sẽ đi các bạn dùng bút. Đây mình sẽ dùng một chiếc bút nét to đây. Một chiếc bút màu nét to các bạn nhé. Đây mình sẽ đi mình tô màu lên phần vỏ ngao được của mình các bạn nhé. Đó. Rồi, xin tô màu lên phần vỏ ngao các bạn nhé. Đó. Rồi, các bạn cứ lần lượt các bạn tô cho mình nhé. Đó, các bạn thấy chưa? Đây, mình sẽ phần giấy màu này thì, đây, mình sẽ phần giấy màu xanh này. Để quan sát hơn. Đây, phần màu của mình nó chưa được khô nên các bạn phải hết sức lưu ý các bạn nhé. Đó, đây. Sau khi mình đã tô được phần màu lên phần vỏ như vậy rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục chúng ta sẽ đi chúng ta vẽ phần mắt các bạn nhé. Cũng rất đơn giản thôi. Vẽ phần mắt các bạn sẽ dùng một chiếc bút lông màu đen này. Nét to đi. Đó, các bạn sẽ vẽ như vậy cho mình nhé. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ dùng đến phần bút lông màu đỏ các bạn nhé. Đây, dùng phần bút lông màu đỏ này. Đó, mình sẽ vẽ một vài chiếc vẽ ra cho chú thỏ của mình các bạn nhé. Đó. Đây. Thì đó các bạn sẽ dùng một tờ giấy màu trắng này và một chiếc bút chì các bạn nhé. Đây. Đầu tiên các bạn sẽ vẽ một hình tròn cho mình này. Tiếp theo là các bạn sẽ vẽ hai chiếc răng các bạn nhé. Đây. Đó, các bạn sẽ vẽ hai chiếc răng các bạn nhé. Sau đó các bạn sẽ kéo các bạn cắt cho mình nhé. Đó, đây. Đó, sau đó các bạn ở đây các bạn sẽ dùng một chút kéo nến các bạn nhé. Dán lên phần vỏ ngao của chúng ta này. Đó.
Tiếp theo sẽ đến phần màu trắng phần mũi này. Tương tự như vậy thôi. Này. À, sẽ bôi một chút thôi. Tiếp đến lên nữa. Thì các bạn sẽ dán phần cái màu mà chúng ta chuẩn bị lên nhé. Đó, đây các bạn có thể quan sát nhé. Đó. Tiếp theo đó này, ở đây mình sẽ tiếp tục mình cắt phần ta cho chú thỏ các bạn nhé. Đó, cắt phần ta cho chú chuột các bạn nhé. Đây là chú chuột, mình xin lỗi, cắt phần ta cho chuột rất đơn giản thôi. Đây các bạn sẽ đó, sẽ vẽ một hình như hai hình như vậy thôi. Sẽ dùng kéo này. Nó sẽ cắt đi nhé. Đó. Đây phần tai này mình sẽ cắt ngắn đi nhé. À, sau đó các bạn sẽ bôi keo nến lên này, các bạn sẽ dán hai phần tai này vào các bạn nhé. Đó, các bạn thấy chưa, một chú chuột rất đơn giản và dễ thương của mình đã hoàn thành rồi nhé. Đó, tương tự như vậy, ở đây mình sẽ làm thêm một chú chuột nữa các bạn nhé. Đây. Sẽ làm thêm một chú chuột nữa. Chú chuột này thì mình sẽ đi mình vẽ phần mắt trước các bạn nhé. Đây. Đó. Chú trong tua này của mình vẽ thì nó sẽ rõ hơn. Đó. Nhìn phần màu ở đây không sao các bạn nhé. Đó. Sau đó các bạn cũng sẽ tiếp tục các bạn dùng phần màu ở đây mình dùng màu hồng này. Đó. Đó. Các bạn xem. Cảm xúc vĩa. Nên như vậy cho mình. Đó. Đây, răng này như các bạn nhé. À, phần mũi mình sẽ tô đen. Đây mình sẽ tô đen cho cái phần này của mình các bạn nhé. Đó, thấy chưa? Đó. Sau đó đấy phần răng mình sẽ tô đen đây các bạn nhé. Đó. Ở đây mình sẽ bỏ phần giấy màu này đi, mình sẽ vẽ luôn một phần bút nước các bạn nhé. Đó. Đó, mình sẽ vẽ như vậy các bạn nhé. Đó. Sau đó chú chuột này, bây giờ mình sẽ đi mình tô màu cho chú chuột này. Đây mình sẽ đi mình tô màu kem các bạn nhé. Đó. Đây. Dùng chiếc bút màu của mình. Đó. Sau đó các bạn sẽ tô lên phần quả nghèo cho mình. Sẽ dĩ chú chuột thứ hai này. Mình vẽ xong mình mới tô màu vì tránh những phần màu của mình nó loen này nhé các bạn nhé. Đó. 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 Tiếp tục như vậy các bạn cũng sẽ bút các bạn nhé. Đó.
ra đây mình sẽ đi làm phần tai nhé. Để chú chuột này thì mình sẽ phần màu vàng làm tai này. Đây. Tương tự như vậy thôi, tôi sẽ cắt cho mình. À, dùng phần chữ màu bé. Đó, mình nghe các bạn nhé. Bẻ cho rễ này. Đó. Sẽ bẻ phần tai này như vậy cho mình. Rồi các bạn sẽ cắt nhé. Đây, sẽ cắt cho mình này. Đó. Đó. Rồi kéo nến lên. Đây, dán hai phần tai lên các bạn nhé. Đó. Như các bạn có thể quan sát đó, hai chú chuột rất bình thường của mình cũng đã hoàn thành rồi nhé các bạn nhé. Đây, mình sẽ để chúng lên như thế này các bạn nhé. Đó, mình sẽ để chúng lên nhau như vậy các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ dùng một tờ giấy màu trắng này. Dán hai chú chuột lên. Mình sẽ rời như vậy các bạn nhé. Mình sẽ dán chúng lên như vậy. Đây. Các bạn thấy các bạn nhé. Đó. Dán cũng rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ việc bôi keo nến lên chung quanh phần bộ ngao của chúng ta này. Đó. Sau đó các bạn sẽ dán vào thôi. Đó. Rất đơn giản thôi nhé các bạn nhé. Đó. Tương tự như vậy này. Này các bạn sẽ làm tương tự. Các bạn chỉ việc bôi keo nến lên. Đó, sau đó các bạn sẽ dán vào như thế nhé các bạn nhé. Rất đơn giản rồi các bạn. Đó, đấy chưa? Đây, các bạn có thể quan sát kỹ hơn. Đó, như vậy là hai chú chuột làm từ vỏ ngao của mình cũng đã hoàn thành xong rồi nhé các bạn nhé. Rất là đơn giản và dễ thương phải không ạ? Đó, như vậy là những chú chuột làm từ vỏ ngao của mình cũng đã hoàn thành xong rồi nhé các bạn nhé. Các bạn có thể quan sát kỹ hơn. Rất là đẹp và dễ thương phải không ạ? Thì trong quá trình làm, mình đã hướng dẫn các bạn rất cụ thể, tỉ mỉ, chi tiết cách chúng ta cắt, dán, vẽ tô màu làm sao để có thể hoàn thành được những chú chuột thật đẹp như vậy. Các bạn có thể tham khảo theo cách làm của mình các bạn nhé. Nếu các bạn thấy hay, có thể cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Các tối hàng tuần, mình sẽ ra video đều đặn để hướng dẫn cho các bạn cách sáng tạo những sản phẩm khác nhau từ vỏ ngao các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Chúc các bạn thành công.